xin mời cả nhà yêu của Hailey ăn cháo. Cả nhà yêu của Hailey có biết cháo này cháo gì không? Có ai đoán được cháo này là cháo gì không nè? Và bên cạnh là cá kho cùng với mắm, dưa mắm đúng không? Là dưa cải, dưa mắm. Cả nhà yêu ơi, cả nhà yêu có đoán được cái món này món cháo gì không? Cháo này nè. Để Hailey trộn lên nha. Để Hailey trộn lên nha. Cả nhà có biết cháo này không? Hồi đó giờ có ai từng ăn cháo này chưa? Ngon cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà ơi. Ai từng ăn cháo này chưa? Bình luận cho thấy liền nha. Mời cả nhà nha, cả nhà. Mời cả nhà nha, cả nhà. Hailey xin kính chào cả nhà nha. Hôm nay Hailey ăn cháo đậu đỏ nha cả nhà. Hồi đó giờ cả nhà ăn cháo này chưa? Cháo này là hồi Hailey không có nhớ nó luôn. Hailey không có nhớ là nó có trên đời luôn cả nhà. Thì vô tình hồi bữa Hailey coi YouTube á, cái Hailey thấy mình châu đốc của Hailey á, An Giang của Hailey á, quê của Hailey á, người ta ăn. Cái Hailey mới nói: mẹ, hình như từ xưa đến nay qua Mỹ chưa bao giờ con được ăn cháo đậu đỏ mẹ, đậu đỏ nước cốt dừa. Cái mẹ Hailey nói ok, muốn ăn mẹ mẹ nấu cho. Thì hồi cả nhà ơi, thì cái cháo này là Hailey ăn hồi tuần trước rồi, mẹ Hailey có nấu rồi. Mà tại Hailey giống như Hailey test á, Hailey thử thôi. Tại cả nhà biết là Hailey ăn nước cốt dừa hay là những cái chất béo là Hailey bị đúng không? Thì cháo này là phải có nước cốt dừa. Thì Hailey chị không dám quay, Hailey chị ăn. Ăn thì mới đầu mẹ Hailey chỉ cho có một miếng nước cốt dừa chút xíu à. Mà cả nhà biết cái này nó càng nhiều nước cốt dừa ăn càng béo mới càng ngon. Cho nên Hailey nói mẹ ơi, lỡ gì mà có bị rồi thì thôi. Hi baby, how your school? Good. Thiêu Vi kìa, nó gặp con chạy ra kìa. Trời, nữa. Dù khế. Ok. Thôi Vi không có miệng rồi kìa. Không có mồm con nữa. Con chào bà cô chú một cái đi kìa. Giỏi quá. Rồi con cho Thiên về ra luôn đi. Mong Thiên về ra luôn đi. Giỏi, good girl. Rồi, nhé thôi. Xin lỗi ông bà cô chú nha, đang gián đoạn. Thì hay đi ăn, hay đi mình nói mẹ ơi, lỡ có nước cốt dừa nó mà có đi thì cho đi luôn đi. Bây giờ mới cho con nhiều, thiệt là nhiều luôn đi, ăn gì nó mới ngon, nó mới đã. Có gì đi thôi cho đi luôn đi. Cái mẹ là ok, cái mẹ Hailey cho, trời ơi Hailey ăn ngon lắm cả nhà ơi. Mà hồi bữa Phật độ cả nhà ơi, Phật thương Hailey lắm lắm luôn, ăn Hailey ngồi Hailey đợi không có bị hết cả nhà. Cái xong cái Hailey thèm, Hailey nói mẹ cho con tô nữa, con quất nữa, cái không bị gì luôn. Là cái tối Hailey ăn thêm tô nữa, và ngày đó là Hailey ăn ba tô cả nhà, ba tô. Nguyên ngày đó là nó tâm lại không bị gì luôn cả nhà, trời ơi gì đâu mà hả, thích lắm lắm luôn cả nhà. Đó thì hôm nay Hailey kêu mới kêu mẹ nấu lại nữa nè, mẹ mới vừa nấu nóng hổi lắm nè. Thì Hailey ăn rồi vừa chia sẻ với cả nhà cái món cháo đậu đỏ này, để có ai mà lỡ có quên gì nó giống như Hailey á, thì mà có thèm á, mình cũng có thể nấu lại được rồi ăn nó giống như Hailey á. Nhiều khi mình coi YouTube cũng lợi lắm cả nhà, mình quên món gì đó cứ mình thấy người ta ăn á, chứ mình bắt chước mình ăn lại đó. Thì Hailey vừa chia sẻ với lại vừa tâm sự với cả nhà một số vấn đề nha cả nhà. Nói hồi nãy thì cứ nuốt miếng liên tục rồi nha.
Đó thì hồi nãy ăn một miếng rồi mà cả nhà, rồi bây giờ tiếp tục mà cả nhà, tiếp tục nữa nha, tại vì nó cũng dắt rất là con lắm. Cả nhà biết thấy thì mê đỏ đỏ mà, cho nên hả, gặp người ta ăn cháo đỏ đỏ là bắt liền nó mẹ nấu 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 đó thì mọi người nha ha. Phải nhiều nước cốt dừa cả nhà mới ngon nè, hình như thấy thấy mẹ thấy ly cho hình như hơi ít. Miếng ớt bằm này vô mắm quá nha. Thế rồi quên hỏi mẹ này là gì rồi. Khăn giọt khăn sụp. Không chua mà cũng không mặn. Vô mắm mà. Ngon. Xuất sắc cả nhà ơi, xuất sắc. Xuất sắc hết sảy con bà bảy. Bắt đầu là cho một miếng cá kho vô nha cả nhà. Cho một miếng cá kho vô. Ngon cả nhà ơi. Có ai mà quên thì nấu nha, còn có ai mà chưa từng ăn thì nên thử nghe, ngon lắm. Cá kho vô. Nhưng mà thật sự á, Linh thích ăn nó với lại dưa 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 mắm này hơn là cá. Ơi cả nhà ơi, tôi thấy món ăn đơn giản rẻ tiền ngon xuất sắc. Thế liền ăn với thế liền cũng lựa chỗ nào có nước dừa nhiều, thế liền thế liền cũng lợi lắm. Gì mà thèm thèm mà bị được cũng ăn à, tại vì trước sau cũng bị quất là quất à, nhưng mà hồi bữa phật độ không bị gì, không biết hôm nay có bị gì không nha, để coi. Để coi. Gặp thấy liền là một đứa mềm đậu đỏ, cái gì ghiền đậu đỏ không. Mà đậu đỏ này á nấu rất là lâu nha cả nhà. Đậu đỏ này á cả nhà ngâm, mẹ Hải Ly ngâm một ngày trước rồi, rồi sau đó nấu rất là lâu luôn. Mẹ Hải Ly nấu hồi sáng tới giờ mới xong cả nhà, nó lâu mềm lắm, lâu mềm lắm. Rồi bây giờ ăn á, Hải Ly á tâm sự với cả nhà á, là Hải Ly á rất là cảm ơn cả nhà, ông bà cô chú các anh chị các em và các cháu đã ủng hộ video mà Hải Lì đăng về thuốc nhỏ mắt đó đó, ủng hộ Hải Lì, không có nói là Hải Lì giống như là không có bình luận xấu về Hải Lì đó. Hải Lì rất là vui, nhưng mà xong vào đó dĩ nhiên lúc nào cũng không có cái nào mà nó hoàn hảo hết cả nhà ơi, thì cũng có một cái bình luận không có được tốt. Hải Lì thì không có nói tên ra, tại vì Hải Lì không có muốn bóc phốt ai hết. Nhưng mà Hải Lì thứ nhất có hai loại, một loại là không có hiểu Hải Lì cho nên bình luận xấu, thứ hai nữa là gì ganh ghét Hải Lì cái vụ gì đó mới bình luận như vậy. Và hai cái thể loại này á, Hải Lì không có giống như là không có tốn, Hải Lì không có muốn tốn sức khỏe của Hải Lì để mà làm một cuốn video mà nói lên hay là thanh minh thanh a gì hết. Đó, nó không có đáng cho Hải Lì tốn sức khỏe của Hải Lì để nói, cả nhà hiểu rồi đó. Hải Lì nói lên đây là bởi vì Hải Lì
muốn cho cả nhà những ai mà yêu thương Hayley mà lỡ gì có cái suy nghĩ hơi lệch chiều xíu, nhưng mà vì yêu thương Hayley quá cho nên mới bỏ qua luôn á, thì Hayley muốn giải thích cho những người đó hiểu hơn Hayley hơn. Còn cái những người mà bình luận xấu như vậy á, không có đáng sức khỏe cho Hayley bình luận, để cho không đáng sức khỏe cho Hayley để mà lên để mà nói. Tại cả nhà biết mỗi lần Hayley lên nói cũng không phải là chuyện dễ, Hayley nói nhiều, Hayley rất là mệt. Hayley chỉ muốn cho những ai mà giống như thấy như là có suy nghĩ cũng hơi giống giống nhưng mà yêu thương quá cho nên bỏ qua không nói gì hết đó, thì Hayley muốn cho nó có một cái sự hoàn hảo trong đó thôi. Thì á, Hayley đăng cuốn video nói về mắt thuốc nhỏ mắt đó đó, thì nó là hay giống như là thật sự ra tiếng Việt của Hayley á, Hayley đọc nhiều Hayley cũng không có hiểu gì nhiều đó cả nhà. Nó tại vì Hayley qua Mỹ từ nhỏ, Hayley biết tiếng Việt nhiều là cũng nhờ coi YouTube nhiều, nhưng mà nói đến đọc á, đọc nhiều quá thì Hayley không có hiểu gì mấy, nhưng mà có hiểu thì Hayley cũng không biết là Hayley có hiểu đúng ý hay không. Nhưng mà cái bình luận này á, Hayley định đọc lên nhưng mà hình như là cái người này đã xóa rồi cả nhà. Tại vì sau khi đó viết lên như vậy đó thì cũng có em họ có Hayley vô nói, và có một số ông bà cô chú anh chị vô cũng nói, cho nên cái người này hình như xóa rồi. Hayley muốn tìm lại nhưng mà không gặp nữa, Hayley tìm lại để mà đọc lên nhưng mà không có gặp nữa. Thì theo như ý của Hayley nghĩ, người này nói là Hayley là con, suy nghĩ là Hayley là tổng con của tổng thống hay là cái gì đó, nghĩ Hayley là ai đó, khoa phất Hayley cũng phạm vào như vậy, mà ý nói là không có nổ bằng Hayley nổ, nó là Hayley nổ. Và nói là Hayley bệnh thần kinh, kêu Hayley trở lại chuyện, giống như với lại nói là Hayley nói chuyện dạo này nhẩu nhẹt quá, hãy trở lại như xưa đi, giống như là tốn công chị Hằng Kali với là chị Thúy Nga yêu thương Hayley, đừng có để cho họ hết yêu thương Hayley, giống như ý là vậy đó. Thì đã Hayley chia xuống từng phân đoạn và để cho Hayley giải thích. Thứ nhất là Hayley không có nổ là tại vì Hayley đã cho biết về thông tin của thuốc nhỏ mắt đó. Mình là người đủ trí thông minh, đủ trí tệ, thời buổi này mấy chấm rồi, mình có thể lên Google, mình bấm lên, mình kiếm giá quả cá của nó, mình đọc thông tin về nó là mình biết liền. Thứ hai nữa, mình ở Mỹ, mình cũng có thể đi, mình đi gặp bác sĩ đó, mình cũng có thể đưa cái tên ra hỏi bác sĩ, ồ cái này á, biết nó là gì không, mình cũng có thể bác sĩ. Rồi Hayley làm YouTube mà, cả nhà gặp được cái kênh của Hayley, thì dòng dòng trong số này thì cũng có bác sĩ Hayley cũng gặp, cũng coi video của Hayley dạy nó, thì là thì chẳng lẽ họ nói dốc, chẳng lẽ là Hayley nói dốc, họ coi họ biết. Thứ hai nữa là chị Hằng Kali và chị Thúy Nga có theo dõi tình hình của Hayley suốt, cho nên trong thời gian mà Hayley trị bệnh này, chị Hằng Kali và chị Thúy Nga cũng đã biết và cũng đã hiểu. Và hai chị đó cũng có kênh của Hayley, Hayley đăng cái gì lên hai chị cũng biết. Và thấy hai chị gặp cái gì Hayley cũng hai chị cũng nhắn tin hỏi Hayley hết. Thì chẳng lẽ Hayley làm sao mà nói dối được. Đó. Hai chị biết rõ là cái giá trị của thuốc đó nó như thế nào. Thứ hai nữa là Hayley với lại cả nhà biết có nhiều người á coi YouTube á không có coi hết video. Thấy cái tựa đề là vô bắt đầu bình luận chứ không có coi video. Nếu coi video là sẽ hiểu. Nói Hayley nổ, Hayley đâu có nói trong video là Hayley trả tiền đâu mà nói Hayley nổ. Bên Mỹ này nó có bảo hiểm hết trơn à. Đó. Có bảo hiểm họ trả cho mình chứ Hayley đâu có nói là Hayley trả. Và Hayley có nói rõ ràng là trong video là Hayley khổ, Hayley nghèo mà. Cho Hayley số tiền đó là Hayley có thể mua được mấy căn nhà. Hayley cũng có nói như vậy mà. Chứ đâu chứ Hayley đâu có nói là Hayley trả tiền đó 92.000 đô, 2 tỷ mấy đâu. Hayley còn nói hình như trong video Hayley cũng có nói rõ là Hayley làm dành dụm cũng không có được ngàn đô nữa, tức là hai mấy triệu thôi, Hayley còn không có số đó nữa, mấy trăm đô, nó đếm lại mấy trăm đô Hayley còn không có dư nữa cả nhà. Hayley cũng có tâm sự là Hayley không có dư tiền nữa mà. Đó, chứ Hayley đâu có nói Hayley giàu đâu mà nói Hayley nổ. Và cái câu kế tiếp là nói Hayley bệnh thần kinh.
Hailey cũng ước mà Hailey được bị bệnh thần kinh cả nhà. Tại vì bị bệnh thần kinh á, mình biết mình khùng, mình điên, mình không có biết được cái cơn đau của mình nó bị hành xác mình 24 trên 24 như thế nào. Thì Hailey ước là Hailey sẽ bị bệnh thần kinh. Để Hailey không có thể nào mà cảm giác được là mình đau nhất 24 trên 24 nữa. Cho nên cảm ơn bạn nha. Bạn nói mình bị bệnh thần kinh á. Mình cũng ước gì là mình bị bệnh thần kinh. Nhưng mà cái người này là con trai đó cả nhà. Hailey về Hailey hỏi chồng Hailey, anh là một người đàn ông, con trai, có khi nào anh lên trên cái kênh của một người con gái mà anh nói xấu về họ không? Chồng Hailey nói không, không bao giờ. Thì cái nhà nghĩ đi, người này là người người đàn ông trai tráng như vậy mà lên mà viết rất là dài luôn cả nhà, viết mấy dài câu, viết rất là dài, phân tích là con của tổng thống hay gì mà khoa bất vương phạm này kia nọ, rồi nói Hailey trở lại như xưa, rồi nói chuyện nhậu nhẹt, rồi chị thằng Kali này kia, chị Thiên Nga này kia, nói cả nhà biết rồi, rồi nói Hailey bệnh thần kinh, cho nên nó viết rất là dài luôn á nha. Thì cảm ơn những người yêu thương Hailey đã vô và bênh vực cho Hailey, và Hailey đọc những cái dòng chữ mà những người mà bênh vực cho Hailey á, Hailey rất là cảm động, Hailey khóc luôn cả nhà, Hailey khóc luôn á. Và nhắc tới là những cái bên vực này á, hồi lúc dài hồi hồi dài bữa trước cũng có một ông bác vô bên vực Hailey, bác cũng nói là bác 79 tuổi. Nghe nói bác 79 tuổi mà bác bên vực cho Hailey xong á, đọc những cái vòng chữ mà bác viết á, Hailey khóc mà khóc sưng mắt luôn cả nhà, mà Hailey không có lên chia sẻ là tại vì Hailey nhớ lại ba Hailey cũng bằng cỡ tuổi của bác luôn á. Ba Hailey sinh năm 1948 thì cũng chạc tuổi như vậy. Thì làm Hailey gợi nhớ đó ba Hailey, tại vì lúc mà ba Hailey còn sống là ba Hailey là người lúc nào cũng che chở cho Hailey. Ai ăn hiếp Hailey, ba Hailey cũng cũng đứng lên binh vực và che chở cho Hailey hết. Cho nên lúc mà ba Hailey mất đi, lúc đó Hailey bị chớ vớ, Hailey cảm giác như không còn ai trên đời này để mà che chở cho Hailey hết. Và sau khi bị những cái bình luận nó xấu như Hailey á, nói là hồi cái bình luận gì đó mà bác vô bác da giống như ở cái bình luận mà hồi bữa đi hỏi đi 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 live show của anh ca sĩ Quang Lê á, có cái người này vô nói là Hailey hô xấu quá nó, tàn tật rồi con, nhưng mà nó Hailey là hô xấu quá mà ham nói nhiều, rồi cưới được ông chồng và đẹp trai mà như vậy đó. Thì có bác vô bác bênh vực Hailey, cho nên bác còn nói bác 79 tuổi, Hailey nghe Hailey rất là cảm động luôn. Rồi sẵn đây con cảm ơn bác rất nhiều, con chúc bác lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, sống lâu vui vẻ hạnh phúc với gia đình và con cháu. Và Hailey cũng cảm ơn cả nhà và em họ của Hailey đã bênh vực cho Hailey luôn, lúc nào cũng đứng bên cạnh của Hailey. Và Hailey rất là cảm ơn đại gia đình của Hailey luôn, lúc nào cũng ủng hộ những cuốn video Hailey đăng lên. Đó, những cái công sức Hailey đưa lên mà có được view, có được bình luận là Hailey rất là vui. Làm cho Hailey không có cảm giác giống như là công sức mình quay, rồi công sức mình đưa lên, công sức mình đưa thức đêm khuya edit đưa lên này kia nọ. Đó, là nó được giống như là được đáp trả lại bằng bằng những cái ông bà cô chú anh chị đây coi rồi bình luận đó, thì làm cho Hailey vui, Hailey cảm ơn rất là nhiều. Cả nhà thấy đó, Hailey thường thường đăng những cuốn video trong cái thời điểm mà ở Việt Nam buổi tối sắp mình đi ngủ á, có nghĩa là Hailey bên đây thức trắng đêm tới sáng để mà làm edit xong rồi sáng đăng cho cả nhà, cho nên ở bên Việt Nam là tối sắp đi ngủ rồi. Nói thì thường thường Hailey á làm edit khoảng 1 giờ sáng cho tới 6 7 giờ sáng Hailey mới upload lên được cả nhà, cho nên nguyên đêm là không ngủ, nguyên đêm là không ngủ, sáng Hailey mới ngủ được chút xíu rồi thức ăn cả nhà. Ôi ăn miếng đi cả nhà ơi, nó nguội hả? Ừ, nã mắm rồi. Rồi còn cái gì nữa nào? Nói là Hailey nói nhậu nhẹt kia nọ, là nhiều người nói là nó Hailey điệu nữa. Sẵn đây Hailey cũng muốn giải thích là cả nhà thấy Hailey có nói điệu không cả nhà? Tại vì cái thời điểm mà Hailey bị bệnh, cái lưỡi của Hailey nó cứng luôn cả nhà, Hailey không có nói được chuyện. Và Hailey, bác sĩ cũng đã nói lúc mà Hailey bắt đầu trên cái con đường lành bệnh lại là Hailey sẽ giống như một đứa em bé mới sinh ra đời, là cả nhà biết bác sĩ nói như vậy, giống như một đứa em bé mới sinh ra đời.
tập đi, tập đứng, tập nói, tập ăn, tập tập cầm, nó tới mà cái gì cũng tập. Nên nó viết mà hay còn đang tập mà giờ Haley viết chữ vẫn còn xấu, không viết mới được. Cái lưỡi của Haley nó cứng cái nha, Haley không có nói chuyện được. Rồi bắt đầu Haley bắt đầu nói chuyện được á là gia đình rất là khó nghe, mẹ Haley không bao giờ nghe được Haley nói được gì đâu. Chỉ có chồng Haley bên cạnh Haley chăm sóc Haley, ảnh mới nghe được cái language của Haley, có nghĩa là cái từ ngữ của Haley á, chỉ có chồng Haley mới nghe được và mới hiểu được mà thôi. Nhưng mẹ Haley nói cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ là Haley cũng đang trên cái con đường tập nói cả nhà. Haley phải tập đánh giống như là tập phát âm chữ, cho nên nhiều khi á mình cố gắng quá cái miệng mình không biết, Haley không biết sao mà tại sao nói Haley nói chuyện nhõng nhẽo, nó điệu Haley cũng biết nữa, mà Haley chỉ là nói rồi chỉ là biết là tập phát âm thôi, chứ Haley cũng không biết là trong cái thời điểm đó là cái miệng Haley nó nhõng nhẽo hay là nó điệu sao, Haley cũng không biết là sao mà Haley biết được. Haley chỉ biết là Haley đang cố gắng tập phát âm thôi, tại cái lưỡi nó vẫn còn cứng cả nhà. Thì đó, thì nếu mà cả nhà thấy Hailey có nói chuyện nhỏ nhạt hay điệu thì cũng bình luận cho Hailey biết để Hailey biết, Hailey sửa. Nhưng mà thật sự ra là cả nhà cũng biết, là cả nhà cũng hiểu là Hailey bị mất cảm giác từ trên xuống dưới, cái phần mặt và cái phần mặt bên này nó vẫn còn đơ, lưỡi và miệng có Hailey lúc trước là không cảm giác được, bây giờ nó cảm giác được nhưng mà nó chưa có hoàn hảo 100%. Cho nên cái lúc mà cái lưỡi mình nó đánh sao mình cũng chưa có feel được hết nha, mình chưa cảm giác được hết. Cho nên nhiều khi mình phát âm mình đánh cái lưỡi quá, hay là mình cái miệng mình dẻo quá làm cho người ta hiểu lầm cũng không chừng. Thôi Hailey cũng không có trách đâu, Hailey chỉ là lên giải thích thôi, nó không ai hiểu được mình. Thì bây giờ thì cũng gắng hiểu giùm Hailey nha. Và thêm cái gì nữa nè, rồi cái video vừa rồi Hailey nói là hay đi đi bác sĩ gặp sự cố, thì cũng có nói là Hailey đăng không có đúng tựa đề, bác sĩ không gặp, sự cố cô không thấy luôn. Thì Hailey tự hỏi cả nhà coi Hailey có thấy có hiểu được cái cuốn video hay không, hay là chỉ có cái người đó là không hiểu. Hailey rõ ràng đăng đi bác sĩ là đi lên cầu thang, là mới giờ là vô cầu thang là gặp người vô gia cư đái tùm lum ngập ở trong luôn, người vớ tháo đầy luôn, cái đó là đối với Hailey cái đó là một cái sự cố đúng không cả nhà, sự cố nhất. Rồi đi lên cầu thang bộ thì cái cầu thang cái miếng mà kéo đi lên á thì nó lại mình cần cái chìa khóa mới xài được cái miếng kéo lên, cái cầu thang kéo lên á, thì cái đó là không có chìa khóa. Chồng Hailey phải bưng cái chiếc xe của Hailey nặng tới 100 pound lên leo lên cầu thang bộ, rồi mới ẵm Hailey lên cầu thang bộ. Thì đó Hailey cái là sự cố thứ hai, là hai sự cố. Rồi gõ gần Hailey là đăng vô đi vô, chồng Hailey đứng gặp front desk, gặp cái người mà ngồi làm việc ngoài 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 bàn trước đó, là vô là check in với bác sĩ. Thì cả nhà biết là bên Mỹ mình đi vô trong phòng khám bác sĩ kia nọ là mình tùy theo chỗ, nhiều chỗ nó khó lắm cho mình quay. Thì mấy cái chỗ Hailey đi là nó để cái bảng rõ ràng là cấm quay phim, Hailey phải lén lút dữ lắm nó mới ngồi đó quay nói chuyện nhỏ nhỏ chút xíu được, nhanh gọn lẹ. Dĩ nhiên là cô gặp bác sĩ nào đâu cho mình quay đâu. Rồi lúc mà ra về Hailey cũng trong thời gian mà Hailey ngồi đợi chồng Hailey làm hẹn cho con Hailey đi đi gặp bác sĩ đó, thì cái đó là đã gặp bác sĩ xong rồi thì Hailey cũng đã quay cái khúc đó rồi. Thì có nghĩa là Hailey đã quay là cái bữa đi được gặp bác sĩ, gặp hai sự cố rồi, mà tại sao cái video nói là Hailey không có đăng đúng tựa đề, hay là coi không hiểu, Hailey cũng không biết, cứ nói là ồ ha, gặp bác sĩ không 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 thấy sự cố không thấy, mà toàn là đi gửi đồ. Cả nhà thấy đâu có phải là toàn là đi gửi đồ đâu cả nhà, cuối video Hailey mới quay được có mấy có bao nhiêu phút đâu à, là đi gửi đồ cho bạn Hailey với lại người em khách ở trên 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 mạng đó. Thì Hailey quay có mấy phút à, 2-3 phút vậy thôi, nhanh gọn lẹ vậy mà nói là toàn là đi gửi đồ, giống như ý là nguyên cuốn video là Hailey đi gửi đồ thôi đó. Cả nhà coi mà theo dõi Hailey từng cuốn video thì cả nhà hiểu Hailey đang nói về vấn đề gì. Thì Hailey cũng không hiểu nữa cả nhà. Hailey thề luôn á, từ lúc mà Hailey làm video đến hôm nay chưa bao giờ Hailey đăng cái gì mà không đúng tựa đề hết cả nhà. Tại vì bản thân Hailey ghét nhất là ở Việt Nam những cái YouTube mà làm quay mà đăng không đúng tựa đề, Hailey rất là tức và giận, tại vì nó làm cho mình gọi là câu view á nha, làm cho mình phải bấm vô mình coi, nhưng mà thật sự nó không có trong đó, nó không phải là sự thật trong đó là mình tức.
Thì bản thân Hailey là làm video cũng vậy, Hailey đâu có muốn như vậy đâu. Hailey lúc nào cũng làm video chính xác nhất và tựa đề đúng nhất. Trừ khi có hai cuốn video Hailey nói, tại vì Hailey nhớ rất rõ mà. Trừ khi hai cuốn video Hailey không có nó hơi lệch tựa đề, là tại vì cái đó là Hailey đang giỡn với cả nhà. Là đi lúc mà dắt gia đình Hailey đi đi thăm hai cái kho mà Hailey mướn để quần để đồ của Hailey đó, hai cái kho chứa đồ Hailey á. Hailey nói chơi là ồ đi đi thăm hai căn biệt thự nhỏ nhỏ của gia đình hay là hai căn nhà của gia đình gì đó. Hailey đăng nhẹ. Hailey đang giỡn cái nhà đó, là tại vì đối với Hailey cái đó cũng là cái căn nhà nhỏ nhỏ, là tại vì để đồ của mình trong đó mà. Nhưng mà Hailey nói là ồ đi thăm căn nhà nhỏ của hai vợ chồng. Rồi thêm cái nhà của Hailey ở Việt Nam, Hailey nói là cái biệt thự ở Việt Nam của Hailey là Hailey đang cũng đang giỡn cái nhà. Là tại vì cái nhà của Hailey nó quá nghèo, nó quá sơ sát, nó quá xấu xí. Cho nên Hailey mình nói ồ cái tôi đi 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 đi, đi. Giống như Hailey nói chuyện bằng bè đi. Ở nhà đang ngồi chung đấy. Hailey đi, Hailey nói ê nghỉ biệt thự của tao làm sao, thì giống như vậy đó. Hailey nói là đi thăm cái biệt thự ở Việt Nam của Hailey đó, thì cái đó là cũng là giỡn. Chỉ có hai cái đó là nó hơi lệch tựa đề, nhưng mà cái đó là Hailey đang để qua cái lúc Hailey giỡn cái nhà thôi, chứ không phải là Hailey nói dốc đó. Tại vì Hailey muốn cái kiểu mà surprise cái nhà, là làm cho cái nhà ngạc nhiên đấy. Ồ Hailey có biệt thự Việt Nam á ta, cái vô nó trời ơi cái nhà nghèo sơ sát là như vậy. Hailey muốn cái nhà này có sự bất ngờ, nó chọn nhỏ này nó căn biệt thự, ai ngờ được căn nhà sơ sát là như vậy đó. Thì muốn muốn cái kiểu mà chọc cả nhà như vậy đó. Rồi giống như đi đi thăm hai căn nhà nhỏ nhỏ có Hailey cũng vậy đó, đi thăm hai cái kho mà nó là căn nhà nhỏ nhỏ thì cả thấy Hailey muốn chọc giỡn cái nhà thôi. Hay cái nhà hiểu ý Hailey không, thì chỉ có hai cuốn video đó nó hơi lật đồ đèn xíu thôi, chứ chưa bao giờ Hailey làm video nào mà đồ đề không đúng hết đó. Cho nên nó Hailey làm rồi đi gặp bác sĩ không có mà sự cố cũng thấy, mà toàn đi đợi gửi đồ nó cả nhà con nguyên cuốn video đi như vậy, gõ như vậy mà nói là thấy liền như vậy. Thật sự ra thấy liền không muốn lên mà nói đó cả nhà, nhưng mà sẵn đây thấy liền chỉ muốn suy nghĩ là ok có lẽ người ta không hiểu mình thì mình nói cho người ta hiểu mình, còn ông bà cô chú mà lỡ mà giống như là có hơi suy nghĩ cũng y chang vậy, nhưng mà vì yêu thương mình quá không có muốn nói bỏ qua, thì hay là không có muốn như vậy. Hay là muốn ông bà cô chú anh chị em phải hiểu hay là 100%, chứ đừng thương hay liền mà bỏ qua. Hay là không có thích vậy luôn nữa, cái tỷ mà hay liền làm gì sai hay là ông bà cô chú có suy nghĩ gì á, cứ việc bình luận nói ra để hay liền hiểu hơn và để hay liền có sự giải thích đó. Và sẵn đây á, Hailey cũng muốn hỏi thăm cô Minh, tại vì cô Minh là một người cô mà theo dõi Hailey từ đó tới giờ, từng cuốn video bình luận, từ cuốn video không thiếu sót một cuốn nào luôn cả nhà, từ xưa đến nay. Nhưng mà tự nhiên thời gian gần đây không thấy nữa thì làm Hailey rất là lo, là Hailey rất lo không biết là cô khỏe hay không, cô có bị gì không, tại vì cô cũng lớn tuổi cả nhà. Cho nên giờ thấy liền mấy ngày thấy liền lo lắm cả nhà, không thấy cô bình luận nữa thấy liền lo lắm. Hay là cô chán thấy liền cô không coi nữa, hay là cô coi mà cô không bình luận nữa, tại vì cô giống như là thời gian cũng ai cũng phải có cái chán hay là hiểu điều đó. Nhưng mà đi thì cái kiểu mà nói là chia tay thấy liền cho thấy liền đừng có lo cả nhà. À, mấy cái thì lo lắm, không biết cô có bị không nữa. Cho nên nếu như mà cô có coi cuốn video này mà cô nếu như cô có coi mà cô không có bình luận nữa thì cô bình luận cho con biết, hay là thả một trái tim cũng được nữa. Cô thả trái tim cho con biết là cô vẫn bình thường, cô mạnh khỏe cho con vui. Chứ mấy ngày con lo lắm, tại con không thấy cô bình luận nữa, con rất là lo, con nói thiệt luôn á. Thôi bây giờ Hailey sẽ ăn, tiếp tục ăn đi, nó lạnh ngắt rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã nghe Hailey tâm sự nha cả nhà. Nếu như Hailey có nói gì sai hay là có nói gì mà chạm tới mọi người á, mọi người á cũng đành lòng tha thứ cho Hailey nha. Nhiều khi nói cái nó cứ nó nói cái là làm cho mình trên cái con đường, giống như là nói tiếp 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 cái họ nói cái mình không có mà nó kiểm soát rồi mình đang nói gì đó về luôn á. Có gì mà làm cho cả nhà không có hài lòng, cả nhà hãy bỏ qua cho Hailey nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, luôn lúc nào cũng thương, và chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, may mắn. Bye, love you. Đăng ký nha, đăng ký.
đăng ký và like, đăng ký like, đăng ký like cho Hải Lì nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.